được nhiều người yêu quý và tặng quà giá trị khủng song Quang Linh Vlog nhiều lần từ chối. Gần đây, anh được tặng hẳn miếng đất. Tuy nhiên, anh không muốn nhận món quà này miễn phí, thậm chí còn trả giá miếng đất cao hơn giá thị trường. Không chỉ tạo công ăn việc làm, Quang Linh còn là một người sếp tận tụy, quan tâm tới cả đời sống, tinh thần của nhân viên. Gần đây, team Quang Linh đã kết nạp thêm một thanh niên người bản địa 18 tuổi. Anh đặt tên tiếng Việt cho thanh niên này là Quang Tuấn. Bố đã mất, Tuấn ở cùng mẹ và em gái nhưng mẹ nay cũng đã có gia đình riêng. Gia đình đông anh em, bà ngoại bị liệt nửa người, Tuấn trở thành trụ cột chính lo kinh tế. Gia nhập vào team châu Phi, chàng thanh niên Angola rất nhanh nhẹn, chăm chỉ, thể hiện sự cố gắng hết mình. Tuy nhiên gần đây Tuấn gặp vấn đề về sức khỏe, bị bệnh động kinh nên Quang Linh đã cho em tạm hoãn công việc. Quang Linh rất lo lắng và thường xuyên tới nhà Tuấn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về cả vật chất. Mình vẫn sẽ chu cấp gạo, dầu ăn cho em hàng tháng, miễn em ở nhà là được. Chứ tình trạng bệnh động kinh vậy, cô ra ngoài làm, nhỡ bị ngất thì không được. Hôm kia mình vào thăm, nhà em không có giường, chỉ có một cái chiếu trải xuống sàn nhà để nằm, Quang Linh chia sẻ. Nam YouTuber bày tỏ anh muốn giúp đỡ Tuấn bằng cách mở cho em một quán tạp hóa, xây một căn nhà nho nhỏ ở ngoài mặt đường. Sau khi đi khảo sát, Linh cũng tìm mua được một mảnh đất ưng ý, thuộc trục đường chính đi lên xã, có nhiều xe cộ qua lại. Chiều sâu miếng đất khoảng 20m, ngang 35m, đủ xây một căn nhà và kiosk cho 8 người ở, Quang Linh cho biết. Số tiền mua đất tặng Tuấn, Quang Linh trích một phần từ số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ, tổng cộng được khoảng 28 triệu. Còn riêng khoản xây nhà, Linh ước tính sẽ rơi vào khoảng 8.000 đến 9.000 đô, khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Người bán mảnh đất cho Quang Linh là một người đàn ông Angola bị liệt nửa người, rất thân thiện và hiếu khách. Sau khi trình bày hoàn cảnh của Quang Tuấn, chủ đất thương cảm và quyết định tặng cả mảnh đất này cho team Quang Linh. Tuy nhiên anh đã lập tức giải thích với chủ đất, có người hỗ trợ tiền cho em ấy, Tuấn, mua đất rồi bác ạ. Quang Linh nhận thấy chủ đất cũng có hoàn cảnh khó khăn nên anh không muốn nhận món quà này miễn phí. Linh tính toán, nếu theo giá ở Angola, mảnh đất này sẽ được bán khoảng 200.000 canza, ngã 5 triệu Việt Nam đồng. Cuối cùng, Quang Linh chốt hạ giá 300.000 canza, khoảng 8 triệu Việt Nam đồng, mua lại mảnh đất, số tiền dư coi như một khoản hỗ trợ chủ đất. Cuộc giao dịch kết thúc thành công, người đàn ông Angola nở một nụ cười hiền hậu, bắt tay cảm ơn Quang Linh. Quang Linh sau đó đã bắt tay vào đo đất, thiết kế bản vẽ chi tiết cho ngôi nhà của Tuấn. Anh hy vọng ra Tết có thể khởi công, hoàn thiện sớm theo đúng tiến độ. Theo dõi hành trình của Quang Linh, cư dân mạng càng thêm nể phục tấm lòng nhân ái của chàng YouTuber người Nghệ An. Ban đầu chỉ là sự gặp gỡ giữa ông chủ và người làm công, nhưng với lòng trắc ẩn luôn sẵn có trong người, thấy hoàn cảnh quá đỗi đáng thương của Tuấn mà Quang Linh vẫn đau đáu kiếm tìm hướng đi cho Tuấn và gia đình, mong em thoát khỏi đói nghèo. Đó chính là sự thiện lương, là sự tử tế của Quang Linh. A, N bình luận, không chỉ giúp đỡ gia đình Tuấn mà còn giúp đỡ cả ông chủ bán đất bị khuyết tật nữa. Đây chính là điều khiến mình thích nhất ở Quang Linh. Xem video thấy nụ cười và niềm hạnh phúc của người dân, đó là điều vui vẻ và thoải mái nhất. T. Ca viết.